Trăng đêm giá lạnh mưu sinh ở chợ Long Biên ngày giáp Tết. Chợ Long Biên là một trong những chợ đầu mối chuyên cung cấp các mặt hàng nông sản cho người dân thủ đô. Hoạt động chính của chợ từ 22 giờ đêm đến sáng sớm hôm sau, thời điểm đông đúc và náo nhiệt nhất từ 0 giờ đến 2 giờ sáng, vì lúc này các xe tải của thương lái từ nhiều nơi về đây giao hàng. Và những ngày cận kề Tết Nguyên đán, chợ Long Biên hoạt động nhộn nhịp hơn ngày thường, các mặt hàng đa dạng và phong phú. Để có một cái Tết đầy đủ, những người lao động tự do tại chợ đầu mối Long Biên Hà Nội phải mưu sinh xuyên đêm bất chấp mưa phùn, giá lạnh trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Bất kể nam hay nữ, miền xuôi hay miền ngược, những phận người làm lũ ấy đã tụ họp tại chợ Long Biên và làm nghề cửu vạn mưu sinh. Dù lao động rất cực nhọc, thế nhưng số tiền mà họ kiếm được phần nào đã đem lại một cái Tết ấm cúng bên gia đình.